trời ơi. Ê, khoan, phải là cái cửa cũng bự mà hai đứa ra mà chật làm sao vậy? Em không hiểu, cái cửa em thấy cũng bự mà sao em đi chung với ảnh cái em bị chật nứt à? Chắc là ảnh mập á. Chắc là ảnh mập á. Ủa em gì á, nói gì á? Tự nhiên nói gì mập mập vậy? Thấy không? Trong khi cái cửa người ta này là hai đứa đi vô rất là gọn luôn. Tôi không nói cho anh biết là ở đây anh là ốm nhất, bốn người người nào cũng mập hết trơn á. Ê đừng có gắn anh vô chứ. Em có thể em nói em thôi, đừng có gắn anh vô được không? Không, anh nghĩa là mập nhất. Rồi thôi rồi, Trang dễ sợ luôn. Ủa anh sao vậy? Em biết anh đóng cái vai trò gì ở đây không Trang? Không phải là người dẫn chương trình không thôi nha. Cái quyền mà sinh sát hay là thắng hay thua. Là có cái phần đóng góp của anh rất lớn luôn đó Trang. Dạ thôi em xin lỗi anh, nãy giờ em ý em là em mới nói anh là anh mập nhưng mà anh sang nhất ở đây, anh đẹp nhất ở đây, còn đây là xấu nhất, già nhất, thấy không? Tên đỡ của tụi em là sỉ nhục luôn hả? Tên đỡ tụi em là thua không biết nhục. Hai từ thôi đâu ra dài. Ủa vậy? Ủa tôi chơi gì quy định gì khó vậy? Bán cái gì đặt đó đi. Trà bông. Được không? Ai biết em bán cơm cháy trà bông. Rồi trà bông. Một là cơm cháy, hai trà bông. Cơm cháy. À cơm cháy phải không? Ôi bữa nay ăn với cá dứa xuất sắc. Cơm cháy cá dứa. Cá dứa. Anh nghĩa là em quên. Anh nghĩa đội là bia. Anh nghĩa đội là bia. Trang nói gì Trang? Không em nói là em với anh là gì? Em nói Hawaii hả? Không có. Em nói anh hỏi là anh có thích đi Hawaii không? Ok anh sẽ ghi nhận nha. Tự anh nghĩa nói đâm hai nhát. Dạ. Đâm hai nhát rồi nha. Em nói nhỏ anh cũng nghe nữa. Nghe hết nha. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.